Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Con dâu vô sinh, mẹ chồng vẫn khăng khăng không cho ly hôn và sự thật. Trong nỗi đau tuyệt vọng vì số phận cay nghiệt khi tôi không thể có con, niềm an ủi duy nhất với tôi là có được người chồng tử tế, một gia đình chồng yêu thương hết mực. Tôi không ngờ đằng sau sự cảm động đó lại là những bí mật đáng sợ. Sau 3 năm kết hôn và mong ngóng vẫn chưa thể có con, tôi và chồng đã quyết định đi khám để biết thực hư tình hình. Tôi không thể nào quên được cái khoảnh khắc bác sĩ trầm ngâm một hồi rồi nhìn hai vợ chồng tôi đầy thương cảm. Bác sĩ nói khả năng có con của tôi là rất khó. Tôi gặp vấn đề lớn về buồng trứng. Họ động viên tôi cứ lạc quan bởi y học luôn có những trường hợp không thể giải thích được. Còn về thực tế thì tôi khó mà có con được. Thời điểm đó tôi như chết đi sống lại vì đau khổ. Tôi không thể ngờ số phận lại nghiệt ngã với mình như vậy. Tôi muốn chạy chữa, muốn tìm mọi cách để thay đổi sự thật này. Tôi hiểu đàn bà con gái phải có con. Hơn nữa, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì cũng phải cần có con. Giữa cái lúc tôi tuyệt vọng ấy, chồng ra sức động viên tôi. Còn mẹ chồng thì gọi hai đứa vào với một lời tuyên bố chắc nịch. Đã là vợ chồng, con tuyệt đối không bao giờ được bỏ vợ dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nghe xong, tôi bật khóc vì xúc động. Vậy là hơn một năm qua, vợ chồng tôi dần chấp nhận với việc không thể có con. Nhiều lúc tôi muốn nhận nuôi một đứa con, nhưng mẹ chồng tôi lại cứ gạt đi. Bà bảo thương tôi vất vả, giờ lại nuôi con nhỏ nữa. Bà bảo vợ chồng tôi còn trẻ, lại thiệt thòi vì không có con, thì giờ là lúc cứ tận hưởng cuộc sống đi. Sau này cứng tuổi hơn kiếm con cũng không muộn. Nghe mẹ nói thế tôi cũng thấy hợp lý. Tôi muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tôi chẳng tiếc gì gia đình chồng. Tôi dồn tiền đổi sang một căn nhà to hơn, rộng rãi hơn. Đồ đạc trong nhà tôi sắm không thiếu thứ gì. Tôi còn đặt vé đi du lịch nước ngoài, nước trong cho bố mẹ chồng, lập sổ tiết kiệm cho ông bà để dưỡng già. Tôi làm tất cả điều đó với sự tự nguyện, vì tôi thấy mình may mắn khi có được những người yêu thương mình, dù biết tôi không thể làm tròn thiên chức của người phụ nữ. Tôi nghĩ số mình may mắn lắm, tu nhiều kiếp mới được gặp mẹ chồng thương mình đến vậy. Tôi làm công ty nước ngoài, năng lực tốt nên thu nhập khủng. Đã vậy bố mẹ đẻ của tôi cũng rất giàu có, lại chỉ có hai đứa con, nên ông bà cũng lo cho tôi cuộc sống sung sướng. Tôi và chồng thường xuyên đi du lịch với nhau để hâm nóng tình cảm. Chuyện bên chồng cứ có gì cần hỗ trợ là tôi làm, không chỉ với bố mẹ chồng mà ngay cả với dòng họ nhà chồng nữa. Tôi đã ngây thơ như thế, ngây thơ tin mình là con được trời thương vì có gia đình chồng tử tế. Nào ngờ. Sau chuyến công tác một tuần kết thúc sớm hơn dự định, tôi về nhà mà không báo với mọi người để gây bất ngờ. Tôi còn chu đáo mua bao nhiêu là quà, đồ ăn để chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn đãi cả nhà. Đồ đạc lỉnh kỉnh về tới nhà, tôi đi bộ vào trong định gọi người ra giúp thì thấy lạ khi xe của chồng vẫn ở nhà. Lẽ ra giờ này chồng tôi phải đi làm mới đúng. Không hiểu sao tôi thấy lòng dạ bồn chồn, tôi rón rén bước chân vào nhà. Phòng khách không có ai, chỉ có cửa phòng của mẹ chồng tôi là mở hé hé. Tôi đi thật khẽ, đứng bên ngoài căn phòng, tôi nghe thấy những câu chuyện thật đáng sợ. Thế là nó có bầu rồi hả? Tốt quá, mọi thứ đúng như dự tính. Cứ bảo nó chửa đi, đẻ ra rồi sau đó nhà mình tính. Bảo nó nhẫn nhịn độ vài ba năm, sau khi con bỏ được vợ rồi thì đón rước mẹ con nó về đây. Giờ vợ mày đang là cái rốn tiền của cả nhà, bỏ nó chỉ có thiệt. Mà nó cũng đang buồn, đang cô đơn, mình bỏ nó lúc này cũng mang tiếng ác. Cứ ở bên nhau vài năm nữa, tranh thủ nó giúp được cái gì cho nhà mình thì giúp. Mình cũng tích lũy lấy ít vốn liếng rồi giải thoát cho nhau con ạ. Chứ còn cảnh không con cái thì xác định là không ăn đợi ở kiếp với nhau được đâu. Trời ơi, thật không thể tin được. Thì ra họ vẫn đối xử tốt với tôi là vì tôi kiếm ra tiền, gia đình tôi giàu có. Họ càng tốt thì tôi lại càng vung tiền vì họ. Những tưởng gặp được nhà chồng tử tế, nào ngờ họ lại lợi dụng tôi, một người phụ nữ khốn khổ vì không thể có con đến mức này. Gia đình họ đã tạo điều kiện để chồng tôi kiếm đứa con bên ngoài, nhưng vẫn ngọt nhạt với tôi để vòi tiền. Họ sẽ đá đít tôi sau khi moi móc được những thứ mà họ muốn. Tôi ngã khuỵu xuống, bước đi loạng choạng. Tôi chạy thật nhanh khỏi căn nhà đáng sợ ấy. Tôi tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ sau nỗi đau này. Mạnh mẽ để đối mặt với những con người đó và đòi lại tất cả những gì mình từng cho đi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.